Đỏ chót. Có bán. Mà anh nói em nếu mà lúc cần đi cấu không có thì thay vẫn có số bảy cũng được. Đây các bạn nha, màu như kiểu con cá diêu hồng luôn các bạn. Đánh chỉ chạy các bạn nhé. Các bạn đánh ở những cái trường hợp nước chảy và các con phái các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn và toàn thể anh em đam mê câu cá nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn bộ mồi câu rô TNT. Thì bộ mồi này ở mình đang sử dụng rất là nhiều và đang rất là hot luôn nha các bạn. Thì qua video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phối trộn bộ mồi này theo cách của mình. Anh em cảm thấy nó phù hợp thì anh em có thể lưu lại và sử dụng để đi đánh cá dịch vụ và cá tự nhiên các bạn nhé. Bài mồi này các bạn đánh ở những cái hồ mới bồi cá thì cực kỳ quấn nổ luôn các bạn nhé. Ok, mình sẽ bắt đầu luôn cho các bạn cùng xem. Nguyên liệu cần chuẩn bị đó là gói rô phi tím, gói đông lạnh xanh, gói bông tuyết, cám xả, gói tôm thủy bạc, gói láo quỷ, gói tôm trắng và gói rô phi vị tôm, rô phi vị gan và một gói mồi câu chuyên rô phi các bạn nhé. Đấy, về hương liệu mình sử dụng combo của Sa Phạm đó là hương phi, phi xả, tân phi và 135 các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phối trộn cho các bạn cùng xem nhé. Khi các bạn xem qua video của mình, các bạn cũng có thể là các bạn đang có một cái suy nghĩ là mình đang bị tàu hỏa nhập ma, mình đang bị loạn về mồi. Nhưng không phải các bạn nhé. Đây là một bài mồi mà mình nghĩ là tâm đắc nhất ở cái vùng của mình. Mình thấy hầu như tất cả anh em, từ cao thủ to đến cao thủ nhỏ và những anh em mới tập câu là đã biết đến cái combo mồi này rồi. Và tùy cách phối trộn của từng người, mỗi người có một cách trộn khác nhau, thì đi câu buổi nào cũng rất là hiệu quả. Thì hôm nay qua video này mình sẽ chia sẻ theo cách trộn của riêng mình. Mình sử dụng khoảng tầm một thìa cà phê bé nha các bạn, một thìa cà phê bé, hương liệu hương phi. Đấy. Đối với hương liệu phi xả và tân phi mình sử dụng một mỗi loại một nắp các bạn nhé. Đấy, mình có thể tăng cái số lượng hương liệu lên tùy theo cái ổ bên cạnh nó có cuốn cá hay không. Để mình có thể mình tăng hương liệu lên có thể mình cuốn cá về lại ổ mình nha các bạn. Đấy, thì ở đây thì tân phi và phi xả thì mình sử dụng mỗi loại một nắp các bạn nhé. Mỗi người đều có một cái cách đánh riêng. Các bạn đừng có thấy mình đánh như thế này các bạn vào các bạn bình luận này nọ nhé. Đấy, mình làm, mình đánh cảm thấy rất là hiệu quả thì mình mới chia sẻ với các bạn thôi. Không phải là chia sẻ tào lao. Đối với hương liệu 135, mùi nó rất là nặng. Nếu mà các bạn cho nồng và các cách các bạn phối trộn nó đúng thì có thể là nó rất chịu cuốn ổ hoặc là nó sẽ bể ổ. Nên là để chắc ăn thì các bạn chỉ cần cho vào trong cái hỗn hợp mồi câu chúng ta 10 giọt thôi các bạn nhé. Đấy, chỉ cần 10 giọt thôi. Tiếp đến nữa là đông lạnh xanh. Các bạn sử dụng cho mình hẳn một gói luôn. Thì từng này mồi mình sẽ phối trộn cho một ngày câu các bạn nhé. Cho hai ca câu. Đấy. Từng gói mồi này mình chỉ sử dụng như kiểu mà gia vị mình nấu cháo thế thôi. Nấu cháo, nấu cơm thế thôi các bạn. Mình kho thịt, kho cá thế thôi. Mỗi thứ một thìa cà phê thôi các bạn. Không phải là cho cả gói đâu. Nên là các bạn cố gắng xem hết video để hiểu hết cái về cái bài mồi rô phi rất là hiệu quả này các bạn nhé. Sau khi mà chúng ta cho đông lạnh vào thì chúng ta sẽ giá nhuyễn nó ra các bạn nhé. Đánh cho nó tan vào trong nước nha các bạn. Tiếp theo các bạn sử dụng cho mình một gói bông tuyết. Thì bông tuyết các bạn cho vào đây cho mình khoảng tầm 1/4 gói các bạn nhé. 1/4 gói. Bông tuyết cho vào trong cái hỗn hợp mồi câu nó sẽ giúp cho mồi câu của chúng ta trở nên là bung tỏa trong nước mạnh hơn và nó hút bớt nước các bạn nhé. Tiếp đến nữa các bạn sử dụng cho mình một gói mồi câu chuyên rô phi nhé. Gói mồi chuyên rô phi này là của bên mình sản xuất nha các bạn. Các bạn cho hẳn vào đây cho mình một gói luôn. Đấy, chúng ta có thể phối trộn nhiều hoặc là phối trộn ít tùy theo cái ca câu của mình. Các bạn có thể phối trộn nhiều để chúng ta để dành sang ngày sau chúng ta câu cũng được. Chúng ta về mang chúng ta bỏ vào trong tủ lạnh các bạn để bảo quản được rất là lâu các bạn nhé. Tiếp theo các bạn sử dụng cho mình gói mồi câu láo quỷ. Gói mồi câu láo quỷ các bạn sử dụng cho mình khoảng tầm một thìa thôi nha các bạn. Một thìa mình ăn cơm các bạn. Tiếp đến nữa là tôm trắng các bạn này. Tôm trắng thì nó khá là mặn nên các bạn cho đây cho mình nửa gói thôi các bạn nhé. Đấy, nửa gói hoặc là gần nửa gói các bạn nhé. Tiếp đến nữa là rô phi vị tôm.
Rau phi vị tôm các bạn cũng cho vào đây cho mình khoảng tầm một thìa cà phê, à quên, một thìa ăn cơm các bạn nhé. Tiếp đến nữa là rau phi vị gan, vì chúng ta đang đánh con rau phi nên là chúng ta cho hẳn một gói luôn cho mình nhé. Đấy, cho hẳn một gói luôn đấy. Tiếp đến nữa là tôm thủy bạc. Tôm thủy mạc bạc này thì nó cũng có mùi tanh rất là nồng đấy, các bạn cũng cho mình một khoảng khoảng một thìa cà phê thôi. Và sau cùng là gói rau phi tím. Rau phi tím các bạn cho vào đây cho mình gần hết gói luôn nhé các bạn, gần hết gói luôn, trừ lại một ít xíu nữa mình sẽ cho vào trong gói cắm sả, trong cái hỗn hợp mùi sả. Đấy, tiếp đến nữa là các bạn cho nước vào và chúng ta phối trộn đảo đều nha các bạn. Đấy, ví dụ như nếu mà nó kiểu nó thiếu nước các bạn có thể rắc thêm nước vào để chúng ta tạo ra cái hỗn hỗn hợp mồi nó mềm mềm, chúng ta đủ vắt vào cái lưới câu là được. Đấy, chúng ta cứ trộn sẵn như thế. Rồi lúc nào chúng ta muốn làm mồi vuốt thì chúng ta sẽ bốc riêng ra và chúng ta pha loãng nó ra là chúng ta vuốt thôi các bạn. Đấy, sau khi mà trộn xong rồi thì chúng ta sẽ cho tất cả các hỗn hợp mồi vào trong một cái túi bóng và chúng ta sẽ dùng dần trong vòng một ngày các bạn nhé. Chúng ta sẽ trừ lại cho mình một ít mồi câu nhé, một ít mồi câu ở đây, và chúng ta thêm một ít nước vào, chúng ta sẽ phối trộn mồi sả các bạn nhé. Về mồi sả và mồi câu thì chúng ta sẽ làm tương đồng một xíu thì nó đánh nó mới cuốn nổ các bạn nhé, nó đỡ bị bể ổ các bạn nhé. Đấy, sau khi chúng ta cho nước vào thì chúng ta đánh tan mồi lên và chúng ta sử dụng cho mình khoảng 1 phần 2 gói bông tuyết hoặc 1 phần 3 gói bông tuyết. Bông tuyết thì cho vào càng nhiều thì nó càng bông mồi thôi các bạn. Đấy, thì chúng ta cũng cho vừa phải thôi, không để tốn kém các bạn nhé. Tiếp theo các bạn sử dụng cho mình một gói mồi sả tổng hợp. Gói mồi sả tổng hợp này có vị tanh thơm các bạn nhé, phù hợp với từng loại cá luôn. Đấy, cá nào cũng 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 hợp với cái mồi này. Đấy, chúng ta không nên sử dụng những loại cám sả có mùi tanh nồng. Những cám sả có mùi tanh nồng thì nó như kiểu mà nó hạp mỗi con rô phi thôi các bạn. Nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp để chúng ta đánh với các loại hương liệu, chúng ta rất chia khó để tạo nên mùi các bạn nhé. Nên chúng ta nên ưu tiên chọn cái mồi sả có vị tanh thơm như mồi sả của mình. Thì nó sẽ chúng ta sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng phối trộn với các loại hương liệu mà chúng ta mong muốn các bạn nhé. Chúng ta có thể tạo ra cho nó có một cái mùi riêng, mùi thơm riêng. Đấy, không không phải là đặc chủng. Đấy, ví dụ như chúng ta muốn nó thơm là chúng ta cho nó thơm được. Chúng ta muốn nó tanh thơm chúng ta cũng có thể phối trộn được, và chúng ta nó muốn nó tanh ngòm luôn cũng được. Đấy, các bạn rất là dễ. Chứ còn các bạn sử dụng một cái dòng loại cám sả mà dành riêng cho một loại cá thì rất là khó để chúng ta phối trộn để chúng ta đánh cho nó cuốn các bạn nhé. Đấy, sau khi mà chúng ta đã cho hai loại này vào với nhau rồi thì chúng ta tiến hành đảo thật đều. Thì cái cách đảo mình đã hướng dẫn các bạn ở những video trước rồi, chúng ta đảo đi đảo lại, miết đi miết lại cho nó không bị vón cục các bạn nhé. Đánh cho mồi nó tơi ra các bạn nhé. Đánh như kiểu mà chúng ta đánh trứng các bạn, đánh cho nó bông lên. Đấy. Và mồi sả thì chúng ta khi mà chúng ta phối trộn, chúng ta phối trộn cho nó nhiều luôn các bạn. Đấy, đủ câu trong vòng một ngày luôn. Chúng ta mà trong một ca câu mà chúng ta đang câu mà hết mồi mà chúng ta quay lại chúng ta trộn mồi ấy các bạn, nó sẽ bị sai mồi, sai sai mùi các bạn. Rất là dễ bị bể ổ các bạn nhé. Bây giờ là 5 giờ sáng các bạn nhé. Thì thời tiết mùa hè này các bạn nên đi sớm sớm cho mình một xíu nhé, để chúng ta tranh thủ chúng ta đánh vào lúc sáng sớm các bạn. Và việc chúng ta đi sớm á, là sẽ giúp cho chúng ta giữ được cái dầm đẹp, với lại là chúng ta xả được cái mồi các bạn. Đấy, chúng ta đến sớm thì chúng ta cứ ném thoải mái các bạn. Chúng ta xả được mồi thì sau khi mà trời nó sáng ấy, nó sẽ mò vào cái ổ của chúng ta ăn đầu tiên các bạn ạ. Rất là lợi thế cho chúng ta, nên các bạn ưu tiên đi sớm sớm cho mình nhé. Đây là một cái bí quyết của riêng mình đấy, các bạn cố gắng học theo nhé. Đấy, cái bí quyết này thì nói chung là anh nào dậy sớm trước thì chúng ta sẽ thành công trước thôi, anh nào mà ngủ dậy muộn thì anh ấy sẽ thành công sau thôi các bạn nhé. Đấy, nên chúng ta cố gắng đi sớm cho mình thì đi sớm lắm, mình quen rồi. Nếu đi muộn một tí thôi là mình sẽ không bao giờ mình đến hồ mình câu đâu, mình đi chơi. Khi mà chúng ta đến sớm thì có hai phương án để chúng ta lựa chọn, một là chúng ta xả đáy, hai là chúng ta xả mặt. Và xả đáy và xả mặt thì chúng ta nên kết hợp cùng một lúc luôn thì nó sẽ hiệu quả hơn và giữ ổ rất là tốt. Để xả đáy thì anh em sẽ bốc ra một ít mồi sả, chúng ta thêm một xíu nước vào cho mình nha. Và các bạn sử dụng thêm cho mình một gói cắm chim. Các bạn để cho gói cắm chim và cái gói cái hỗn hợp mồi sả nó lẫn lộn với nhau và nó ướt ướt ấy, nó mềm mềm đấy, thì nó ướt một xíu thì cái mồi nó sẽ chặt hơn, thì chúng ta ném xuống và nó sẽ lưu ở đáy rất là lâu các bạn nhé. Đấy, gọi là xả đáy và xả mặt, kết hợp xả mặt rất là hiệu quả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mồi vuốt để chúng ta làm mồi câu các bạn nhé. Thì cái hỗn hợp mồi câu lúc nãy chúng ta đã làm trộn sẵn đấy, các bạn đổ ra cho mình một ít vào trong nước các bạn, và chúng ta đánh cho nó tan ra các bạn nhé.
Tiếp theo các bạn rắc cho mình thêm một xíu bông tuyết để cho nó hút bớt nước đi, với lại là nó làm cho mồi chúng ta trở nên bung trong nước mạnh hơn các bạn nhé. Tiếp theo các bạn sử dụng cho mình một xíu tơ nhện hoặc là tạo rong. Đây là cái lọ tơ nhện và tạo rong này. Cái lọ này có 50.000 thôi các bạn, mà cái rong của nó rất là đảm bảo các bạn nhé. Đấy, hơn hơn là chúng ta sử dụng những cái dòng bột vuốt hoặc là bột tạo rong ở những cái hãng mồi câu khác. Mình thấy cái loại này nó rẻ tiền nhưng mà nó cái chất lượng rong của nó rất là tốt, rong rất là dài và dai. Đấy, nó làm cho mồi của chúng ta ra mồi nó dễ dàng hơn. Các bạn cứ điều chỉnh nước và rong thêm vào cho đến lúc mà nó quánh lại với nhau. Đấy, các bạn nhìn nó kiểu nó không bị rời rạc với nhau ấy. Và nó mềm mềm các bạn, thì nó sẽ vuốt rất là dễ các bạn ấy. Như như thế này là vuốt rất là đẹp này. Đấy, các bạn cứ thêm rong vào nếu như là rong ít quá, hoặc là các bạn thêm nước vào nếu như mồi nó khô quá các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành câu các bạn nhé. Các bạn câu mồi vuốt này thì các bạn nên chuẩn bị một cái chậu nước bên cạnh để chúng ta rửa tay các bạn. Ừ, câu mồi vuốt này nó bẩn lắm các bạn. Tay chân lúc nào nó cũng ướt ướt các bạn, rất là khó chịu. Đấy, thì qua video này mình xin giới thiệu sơ qua về cái dòng thùng Daiwa 32 lít. Cái dòng thùng này rất là mới các bạn nhé, nó mới ra của năm nay luôn. Thì cái dòng này nó rẻ tiền lắm các bạn ạ, chỉ giá chỉ có 1,3 triệu thôi các bạn. Phí ship nữa là 50.000 các bạn nhé. Đấy, thì nó rất là nhỏ gọn và nó nhẹ và nó giá thành nó rẻ. Anh em nên mua về chơi các bạn nhé. Đấy, anh em mua ủng hộ mình cũng được nha. Đấy, thì hôm nay xét đồ của mình đánh là thẻo PE. Hôm trước video trước mình đã hướng dẫn, mình đã giới thiệu sơ qua rồi các bạn. Thẻo này nó nhỏ mà nó dai lắm các bạn nhé, và nó chống chống rối rất là tốt. Và mình sử dụng một dòng phao đêm, phao này ăn chỉ khoảng tầm 1 gram. Đấy, rất là nhẹ. Trục thì mình vẫn đánh cái dòng trục 3260 3.0 các bạn ạ. Cần thì mình sử dụng con Nhất Long F2 3m9 các bạn nhé. Sắc đồ của mình là như thế. Bây giờ mình sẽ bắt đầu câu cho các bạn cùng xem nhé. Thank you.
Chào các bạn nha. Lúc nãy trời tối quá nên mình không có quay phim review hồ các bạn xem được. Bây giờ mình trời sáng rồi mình review các bạn xem này. Các con này các bạn này. Thì đây là hồ Phong Le ở một năm nay các bạn. Hồ này mình trước có câu một lần rồi các bạn. Thì hôm nay mình đến với hồ mình câu thêm một lần nữa các bạn nha. Nhưng mà đợt này rất là khó câu các bạn nhé. Hồ cá con nó nhiều thôi rồi luôn. Đấy, mình tính là đi sớm để tránh cá con mà không ngờ là cá con nó còn nhiều hơn mình tưởng tượng nữa các bạn ạ. Bây giờ là bữa nay là hồ cá con cực kỳ nhiều nha các bạn nhé. Nói chung là bây giờ chúng ta muốn câu ở cái hồ này là chúng ta chờ cái hồ này xử lý cá con đã rồi chúng ta xuống câu sau các bạn nhé. Mình câu từ lúc 5 giờ sáng, bây giờ là 9 giờ sáng rồi mới được có 3-4 con thôi các bạn ạ. Đấy, mình đổi sang đánh cần 4,5m, 5m4 mà cũng không ăn thua. Thôi quay trở lại đánh với 3,9m các bạn nhé. Hy vọng là sẽ lụm được cá to trong ngày hôm nay. Chứ bây giờ là mình chịu đấy các bạn. Cứ ra mồi là cá con nó ăn. Đấy, mồi vắt cũng thế. Ok các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ gắn máy ở đây. Mình quay một khúc cho các bạn xem coi có lên con nào hay không nhé. Chỗ này thì vô cày tắm thôi rồi luôn. Ngồi mái mà chả giật được con hả các bạn ạ? May mắn có con nó đi ngang qua. Mình giật lên một phát là trúng ngay cái dây khuyên các bạn ạ. Cái hồ này nó đang có chương trình là trao khuyên đấy. Cái câu trúng khuyên là được 50.000 các bạn ạ. Lúc này mình thấy cái phao nó bềnh lên, mình tỉnh tưởng là hết mồi, mình giật lên phát là cái lưới nó ngoắc vào cái khuyên luôn các bạn. Trời ơi, nó hên hên gì gì luôn các bạn ạ. Đấy, một con rô phi như thế này là khoảng tầm cân rưỡi. Là mình nếu mà mình bán thì cũng được đâu đó khoảng 60-70.000. Cộng thêm một cái khuyên 50.000 nữa là ổn áp luôn các bạn ạ. Đấy, một ngày đi câu may mắn mà được đi khoảng chục con như thế này là có 500.000 liền các bạn ạ. Hiện tại dưới hồ thì có đâu đó khoảng tầm 20 khuyên nữa. Thì hôm nay thì mới có buổi sáng thôi, mình đã lụm được một cái rồi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn, mình quay các bạn xem này. Đấy, cái khuyên nó nằm ngay đây, cái lưới câu nó mắc vào đấy luôn các bạn. Cực kỳ hên luôn các bạn. Chào tất cả các bạn nhé. Do tình hình là bây giờ là cá con nó phá quá các bạn. Mình sẽ chuyển sang đánh chì chạy các bạn nhé. Chì chạy với lại là buổi chiều cái hồ này là nó bị trôi. Cái dây trục của chúng ta sẽ bị trôi vì cái hồ này nó có đối lưu nha mọi người. Nó có đối lưu nên nó sẽ bị trôi. Nên bây giờ mình sẽ đánh chì chạy. Cục chì này nó có trọng lượng là 3 gram các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho nó chạy tự do một khúc như thế này. Đấy, lúc để cho con cá nó lúc mà con cá nó dính các bạn, nó ăn câu các bạn, cái chì này nó sẽ đứng im một chỗ nhá, và cái phao nó báo tín hiệu rất là chuẩn nhá. Đây là cách đánh chì chạy tránh bị cá con phá, và đánh trong cái trường hợp mà bị cá con nó phá nhiều, với lại là trong cái trường hợp mà hồ nó có cái dòng nước đối lưu mọi người, nó chạy mạnh mọi người. Như kiểu mà chúng ta đánh ở ngoài sông các bạn. Đấy, áp dụng như chúng ta đánh ở sông ở suối ấy. Đấy, thì phao nó vẫn nổi bình thường. Đấy, và khi mà dính cá là con cá nó ăn là phao nó báo tín hiệu như kiểu mà chúng ta đánh bình thường, cân phao để chúng ta đánh thế thôi. Nó bềnh lên là dính cá, mà nó kéo xuống một vạch cũng dính cá các bạn nhé. Chỉ cần thấy nó kéo xuống thôi là cũng đã dính cá rồi. Thì từ khi mà mình chuyển sang đánh chì chạy như thế này á, là cá nó lâu lâu khoảng ví dụ 1 tiếng 2 tiếng gì đấy mới được một con các bạn ạ. Còn ngoài ra là không có được, nên là mình không có quay phim cho các bạn xem.
Thì lúc sáng thì hồ thì khá là đông, nhưng bây giờ là về hết rồi các bạn ạ, không ai câu được con nào luôn, không thể tài nào mà câu được luôn các bạn. Cái nhìn cái trên mặt hồ là biết cá con nó đen đống luôn, cá con là siêu nhiều luôn, cá rô bằng hai ngón tay, bằng một ngón tay với bằng ba ngón tay, cực kỳ nhiều luôn. Nên là cái hồ này nếu mà các bạn có để đấy, các bạn thấy con nó nhún không? Đây, trước mặt chúng ta luôn này các bạn này, đen luôn, đen ngòm một đống luôn, đấy, cá rô bằng ngón tay các bạn này, bằng đốt ngón tay, nó phá kinh khủng luôn. Đấy, nên là mình đã chuyển sang đánh cái này. Đấy. Nói chung cái này thì hết mồi mình không biết đâu, lâu lâu mình cứ căn căn, mình cứ căn căn, lúc nào hết mồi thì mình kéo lên thôi các bạn, mình kéo lên mình thay thôi. Chúng ta vẫn kẹp xả đánh bình thường như kiểu mà chúng ta đánh thẻo, chúng ta cân phao bình thường đấy các bạn nhé. Chẳng qua là cái nhịp nó báo về phao nó rất là ít, trừ khi con cá nó ăn vào trong thẻo thì nó mới báo thôi nha các bạn. Bây giờ là mặt trời nó mọc ở thẳng mặt mình luôn, nên là mình ngồi rất là khó các bạn ạ, mình ra mồi rất là khó vì mình cắm cái ô nó phía trước mặt mình luôn đó các bạn, rất là khó để ra mồi. Và mình chuyển sang đánh mồi vắt rất là cứng các bạn nhé, nói cứng nhưng cũng không đến nỗi cứng quá thì rô phi dịch vụ này nó cũng không ăn được đâu các bạn, vẫn kẹp xả đánh bình thường các bạn nhé. Đây là mình chia sẻ cái cách đánh chì chạy, đánh tránh cá con và đánh ở những nơi có dòng chảy mạnh. Đây các bạn, đây là cái bao mồi mà lúc sáng mình trộn cho các bạn xem đây. Đấy, cái bao mồi câu các bạn. Đấy, thì cả ngày mình đánh là coi như gần hết đấy. Đây là cá con nó phá kinh khủng luôn đấy. Sợ luôn các bạn ạ. Bây giờ mình tiếp tục trộn nha, mình đang đánh mồi vắt đấy các bạn ạ. Không tổ chức cái giải nữa là rực rỡ luôn đó. Đấy rồi, con này đẹp hay. Con đẹp rí mà. Đẹp rí mà đẹp cục khuyến mấy. Đây các bạn, cá diêu hồng các bạn. Đấy. Đỏ chót. Mồi rô này anh vật có bán chứ nhá? Có bán. Đây các bạn nha, màu như kiểu con cá diêu hồng luôn các bạn. Đánh chỉ chạy các bạn nhá. Các bạn đánh ở những cái trường hợp nước chảy và cá con phá nha các bạn nhé. Lúc nãy đánh chì chạy là mình sử dụng cái dòng phao ngọn xoắn này nha mọi người nha. Phao này ăn chì 1,5g và 2g. Đấy các mọi người thấy cái phao đẹp không? Phao này có giá là 80.000 nha các bạn nhé. Ngọn xoắn nha anh em. Ngọn xoắn chống sóng, chống gió nha các bạn. Chống gió, ngọn nó xoắn lên thì thành nó to một xíu, phù hợp với anh em mắt kém nha anh em nhé. Đấy, phao rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp. Thời gian công việc lên hô phong đi luôn này. Để lấy cá về này. Cá ăn như lờn luôn. Cá ăn như chết đói thả xuống lấy giật. Thả xuống đi. Thấy chứ nè, canh thù thấy chứ nè. Cá rô siêu to và đẹp nha anh em. Cá
ngoài hồ là cá của anh Phong, còn cá vô giò là cá của Đầm Chất à, nha. Ui, trời ơi, vỗ tay em có sức trật. Đấy rồi em ơi. Toàn cá đẹp không? Mày cá đỏ chót chứ. Đây các bạn nha, cá như kiểu cá diêu hồng đó các bạn. Đấy, con cá này thì mình sẽ dành tặng cho hai anh em ngồi một bên mình. Đây, hai anh em ngồi bên mình là móm. Móm từ lúc sáng giờ là câu được đúng có một con, lúc nãy mình có cho một con rồi. Bây giờ con này mình sẽ cho thêm cho hai anh em luôn nha. Hai anh em thì đến từ Quỳnh Thắng. Quỳnh Thắng lên đây mất gần 100 cây số. Câu từ sáng đến chiều được đúng một con. Đây, em trai. Anh tặng con này nha. Đây, đấy, hốt bạc. Trong giỏ này mới được có 3 con thôi nha các bạn. Mình tặng 2 con rồi đấy. Con này con thứ 3 nha các bạn. À, con thứ 2 nha. Rồi, ok, mình lại tiếp tục câu tiếp nha anh em. Ok, bây giờ thì nói chung là đánh thẻo mình cân phao như thế này thì đánh sướng, cảm giác nó phê. Còn đánh kiểu chỉ chạy thì chán lắm. Những kiểu chỉ chạy, những kiểu mà mình để đi sân hàng thật sự luôn, đi tự nhiên thì thời gian nó mình ngồi được nó dài. Chứ còn mà đi dịch vụ như thế này, đánh kiểu này là cũng như kiểu bất đắc dí mình mới đánh thôi nha mọi người. Vì cái thời gian trôi qua đi là mất tiền các bạn ạ. Mất tiền. Nói chung lúc sáng là mình đưa cho bác chủ hồ 500.000 là ra đi rồi mọi người ạ. Ra đi không còn cái nịt nào luôn. Vì cái video này mình đã mất hẳn một ngày với 500.000 tiền hồ và đâu khoảng 1-200 gì đấy tiền mồi ấy các bạn ạ. Tính là tiền mồi ấy. Hy vọng là sẽ được thật nhiều cá để về bán để gỡ lại đôi đồng nha mọi người. Bây giờ là 6 giờ tối các bạn ạ. Mình báo cá cho hai anh em ngồi bên mình nha. Này, giờ cá lên đổ đây này. Đây các bạn thấy cá to chưa? Mình lấy cái bàn chân mình ướm cho các bạn xem này. Đó. Đẹp, cá đẹp chưa? Này, hai anh em chỉ câu được có một con thôi, mình cho 3 con. Mình cho hai anh em 3 con để cho mỗi người được một con, mỗi người được 2 con. Đỡ lẫn nhau. Này, tội nghiệp vì hai anh em đi từ Quỳnh Thắng lên đây các bạn, Quỳnh Thắng Quỳnh Lưu ấy. Rồi, bây giờ là mình sẽ tiếp tục câu các bạn nhé. Lúc nãy giờ là lên lia lịa luôn các bạn, lên những con siêu to luôn. Nãy giờ là lên toàn con to các bạn. Bây giờ mình sẽ quay thêm một lúc nữa. Máy mình gần hết pin rồi nha các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Bây giờ là 9 giờ đêm các bạn ạ. Nói chung là mình ở lại mình để đánh đêm để test hồ như thế nào, nhưng mà buổi tối nó không ăn nha các bạn nhé. Hôm nay nó không ăn các bạn ạ. Nên là mình quyết định ra về nha các bạn nhé. Bây giờ mình báo cá các bạn xem nhé. Đây các bạn. Mình đã cho bớt rồi các bạn nha. Đây các bạn. Ông đừng dòi đen quá. Để cái đen phơi lạc này. Đây. Mồi rô phi sát thủ các bạn. Đánh bào móm các bạn nha. Đấy, lọc quà thế. Đấy. Ok, uy tín nha các bạn. Mình đã cho những anh em cần thủ ngồi kế bên móm. Mỗi người 3 con các bạn ạ. Đây là những con cá còn sót lại. Ok, bây giờ mình cho vào giỏ nhé các bạn nhé.
Ok các bạn nhá. Chào các bạn nhá.